Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe một câu chuyện ngắn về một cơ duyên cũng như là một cái quá trình mà một cậu trai trẻ đã đến với đạo pháp và trở thành một người thầy trừ tà qua một tác phẩm của tác giả lần đầu tiên cộng tác với kênh chúng ta, Hoa của Quỷ. Đây là tác phẩm đầu tiên trong một cái series truyện ma có tên gọi là Lưu Manh Pháp Sư của tác giả Hoa của Quỷ. Mong rằng mọi người hãy ủng hộ cho tác giả mới cũng như là những tác giả cũ của kênh chúng ta nhé. Mời quý thính giả cùng lắng nghe quá trình trở thành thầy trừ tà của tác giả Hoa của Quỷ. Thầy trừ tà là một người có năng lực huyền bí, cũng là người liên kết giữa hai cõi âm dương, có thể xua đuổi tà ma và thanh tẩy những linh hồn tội lỗi. Nhưng đó không phải là may mắn của họ, đó là cái nghiệp mà họ phải gánh, phải đeo mang. Có thể là nghiệp từ kiếp trước hoặc nghiệp của tổ tiên để lại. Họ phải dùng năng lực của mình để giúp người, giúp đời, hoặc là giúp những linh hồn vất vưởng. Cả đời của họ bị trói buộc, luôn xoay quanh những chuyện quỷ dị. Cho đến chết, họ cũng không cách nào có được một cuộc sống bình thường. Quá trình để trở thành một thầy trừ tà chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, và không phải ai cũng có thể chấp nhận được điều đó. Có những người cố gắng chống lại vận mệnh của mình, nhưng rồi cũng bất thành. Trong số đó, có cả cậu bé Vũ Phong. Vũ Phong trong lòng đầy sợ hãi và hoang mang, đôi lúc như muốn phát điên lên vì cứ phải đối mặt với những hồn ma đáng sợ. Họ lúc nào cũng đi theo, thì thầm vào tai của cậu toàn những lời quái dị. Những cơn ác mộng không ngừng kéo đến. Khi đó Vũ Phong đã nghĩ rằng mình chỉ là một thằng con trai ở tuổi ăn tuổi học, sao bản thân phải chịu đựng những chuyện như thế này. Có lúc yếu đuối đến muốn kết thúc sinh mạng của mình, nhưng Vũ Phong lại không cam tâm. Và cái giá phải trả cho sự cố chấp chống lại đó của cậu chính là máu và nước mắt. Cuối cùng cũng chỉ là con người nhỏ bé, Vũ Phong vẫn phải leo lên chuyến xe vận mệnh của cuộc đời mình. Và cậu đã trở thành một thầy trừ tà. Quỳnh Chi bước vào một quán ăn gần nhà, rồi đi tới chỗ cô chủ, cất giọng ngọt ngào. Cô ơi, bán cho cháu một hộp cơm sườn trứng, cô đừng để hành nha cô. Hôm nay mẹ lại không nấu cơm hả con? Dạ, mẹ con bận việc đột xuất, không có về kịp ạ. Hai người đang nói chuyện thì đột nhiên một tiếng hét sợ hãi vang lên. Quỳnh Chi giật mình quay lại nhìn, liền thấy một người con trai cỡ tuổi với cô đang thu người vào một góc. Cậu ta mặc một cái áo khoác đen trùm kín đầu, hai tay đang run rẩy ôm lấy cơ thể mình. Mọi người xung quanh bắt đầu xì xầm bàn tán, ai cũng hiếu kỳ đưa mắt qua dò xét. Tuy không ai đến gần, nhưng cậu ta luôn miệng nói: Tránh ra đi, đừng đến đây, đừng đụng vô tôi, đừng đụng vô tôi mà. Cô chủ quán thở dài: Lúc mới vào đã thấy thằng bé có vấn đề rồi, người nhà nó đi đâu vậy không biết nữa. Một người đàn bà khá lớn tuổi thì độc miệng hơn: Ôi, bị thần kinh không để ở nhà đi, là dẫn ra đường chi vậy không biết nữa. Quỳnh Chi sụ mặt quay lại nhìn bà ta: Già cái đầu rồi mà ăn nói sao khó nghe vậy chứ. Chi thực sự không thích bà ta chút nào. Một người phụ nữ khác lại nói: Có khi bị ma ám rồi đó chứ. Nhìn kìa, nó cứ sợ rồi la hét liên tục với không khí vậy. Nghe hai chữ ma ám, mắt của Chi chợt sáng lên. Suy nghĩ một chút, cô liền đi về phía người con trai đó, rồi nhẹ nhàng lên tiếng: Nè cậu dơi,
Vũ Phong lại không để ý, cứ nhìn vào khoảng không với vẻ mặt hoảng loạn vô cùng. Trước mặt Phong là một gương mặt đầy máu của một người phụ nữ. Bà ta nhìn Phong mà cười sặc sụa, máu trong miệng cũng theo đó mà trào ra. Quỳnh Chi nhìn cậu bạn đang sợ hãi trước mặt mà thương lắm, liền tháo sợi dây chuyền có hình Phật xuống, muốn đeo lên cho cậu. Bất ngờ bị người khác chạm vào, Vũ Phong càng thêm kích động. Cậu cảm thấy khó thở, gương mặt tái nhợt cũng trở nên đỏ một cách đáng sợ. Quỳnh Chi thấy vậy thì sợ lắm, vội vàng lên tiếng trấn an. Đừng sợ, mình chỉ muốn giúp cậu thôi hả? Mẹ mình nói sợi dây chuyền này hay lắm á, đeo nó vô là vừa khỏe mạnh lại tránh được tà ma. Nghe đến câu tránh được tà ma, Vũ Phong mới từ từ nhìn về phía Quỳnh Chi. Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt của Chi, tâm trạng Phong mới có chút ổn định lại. Cậu nhỏ giọng lên tiếng. Thiệt à? Thiệt mà, để mình đeo cho cậu nha. Nói xong, Chi lập tức choàng tay qua cổ, đeo dây chuyền lên cho Phong. Quả thật may mắn cho Phong khi sợi dây chuyền liền có tác dụng. Vừa đeo nó lên thì tiếng cười của hồn ma người phụ nữ cũng im bặt, rồi bà ta cũng dần biến mất đi. Thấy Phong đã bình tĩnh trở lại, Chi vui lắm, vội đỡ cậu lên. Lúc này Chi mới nhìn rõ được Vũ Phong. Gương mặt cậu trắng bệch, hai mắt thâm quầng, cơ thể lại ốm yếu gầy gò, nhìn vô cùng tiều tụy. Mình tên là Quỳnh Chi, cậu tên gì? Phong vẫn không dám tùy tiện ngước lên nhìn, bởi cậu sợ lại phải nhìn thấy những vong hồn khác ở xung quanh. Mình tên Vũ Phong. Hai tay Phong vẫn nắm chặt sợi dây chuyền, nó hiện giờ chính là cái phao cứu mạng của cậu. Chi kinh ngạc khi thấy trên cổ tay của Phong có một vết sẹo rất lớn. Đang suy nghĩ thì có tiếng của Phong ấp úng. Cậu chứ cho mình sợi dây chuyền này được không? Rồi như phát hiện ra mình nói chưa hợp lý, Phong vội vàng nói thêm. Mình sẽ trả tiền mà. Thôi, mình tặng cậu á. Vũ Phong ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn. Vừa định lên tiếng thì ở phía xa giọng mẹ cậu vang lên. Vừa rồi bà cùng với Ngọc Như đi vệ sinh, vừa bước ra thì thấy một cô bé lạ mặt đang nói chuyện với con trai mình. Từ khi xảy ra chuyện đó, Phong rất sợ tiếp xúc với người khác. Có chút lo lắng, mẹ của Vũ Phong liền cùng với cô con gái út tên là Ngọc Như vội vàng đi tới. Có chuyện gì vậy con? Phong lắc đầu. Cậu đang muốn nói để mẹ mình đưa tiền mua lại sợi dây chuyền. Tuy là Chi có ý tốt, nhưng Phong không muốn Quỳnh Chi phải chịu thiệt. Dù gì hai người mới lần đầu tiên gặp mặt, sao cậu có thể mặc giày lấy đồ của người ta? Nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng thì giọng cô chủ quán cơm đã vang lên. Nè, cơm của con xong rồi nè Chi. Quỳnh Chi hướng mẹ của Vũ Phong rồi gật đầu. Cô vừa tính chạy đi thì chợt khựng lại. Cô quay mặt lại nhìn Vũ Phong, nở một nụ cười thật tươi. Sáng lên nha, cậu sẽ ổn thôi. Không để Phong kịp lên tiếng, Quỳnh Chi đã chạy đi. Mẹ Vũ Phong ôm lấy cậu rồi dìu ra xe. Vừa đi bà vừa ân cần nói. Đi thôi, từ đây tới Đồng Tháp còn xa lắm đó con. Vào trong xe rồi, Phong vẫn cứ mãi vuốt ve sợi dây chuyền. Hình ảnh Quỳnh Chi cùng với nụ cười rạng rỡ không ngừng xuất hiện trong đầu cậu. Vũ Phong mím môi, cậu nhìn vào vết sẹo trên cổ tay của mình, rồi tự hỏi bản thân, lúc ấy thật sự cậu muốn chết hay sao? Ngọc Như ngồi bên cạnh, hiếu kỳ nhìn sợi dây chuyền. Khi Vũ Phong từ quán cơm lên xe đến giờ, tình trạng tốt hơn rất nhiều. Có vẻ là vì sợi dây chuyền này. Như mới tò mò hỏi. Là cái chị vừa rồi cho anh đó hả? Phong ừ nhẹ một tiếng, rồi cũng không nói gì thêm. Như cũng không quấy rầy mà im lặng ngồi một bên. Ngọc Như không phải em ruột của Vũ Phong, mà là cô Nhi được ba mẹ Phong nhận về nuôi. Đối với người anh trai này, Như yêu thích vô cùng, mà Phong đối với Như cũng hết mực cưng chiều. Vũ Phong nhìn ra cửa sổ, liên tưởng về những chuyện vừa xảy ra,
thật giống như một cơn ác mộng kinh hoàng. 3 tháng trước, Phong vẫn còn là một cậu con trai tràn đầy năng lượng. Nhưng từ khi tai nạn kia xảy ra, cuộc đời của cậu đã thay đổi hoàn toàn. Ba tháng trước, Vũ Phong 13 tuổi, vẫn còn là một cậu con trai hoạt bát lanh lợi. Cho đến một hôm, Phong đã gặp một tai nạn kinh hoàng, khiến cho cuộc đời của cậu đã rẽ sang một hướng khác. Nhà Vũ Phong ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, nằm cách phố đi bộ không xa. Phong vẫn thường đến nơi này mà hòa mình vào đám đông náo nhiệt. Gia đình của Phong cũng không phải thuộc dạng giàu có bậc nhất, nhưng cũng dư ăn dư mặc. Cuộc sống ấm no, Phong không phải lo nghĩ chuyện gì. Cho đến một ngày kia, ngôi trường mà Phong đang học khá lớn và có tiếng trong thành phố. Trước khi nghỉ hè, lớp của Phong đã chuẩn bị cho chuyến du lịch tập thể được các phụ huynh đồng ý. Địa điểm lớp chọn chính là Đà Lạt thơ mộng. Lớp cậu có 28 đứa, nhưng muốn để cho học sinh mình có thể thoải mái, cô chủ nhiệm lớp đã bao luôn một chiếc xe 45 chỗ. Vũ Phong nhớ rất rõ ngày đó, lớp của cậu đã vui vẻ bước lên xe như thế nào. Phong ngồi cạnh Lộc, thằng bạn thân chí cốt. Cả hai bắt đầu đùa giỡn, nói chuyện rất vui vẻ với nhau. Xe lăn bánh được một lúc thì tất cả mọi người dần chìm vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, chiếc xe đột nhiên sốc lên một cái, khiến cho Phong tỉnh giấc. Phong nhìn ra phía trước, cậu thấy xe đang chạy trên một con đèo. Cậu định lên tiếng hỏi bác tài xem còn bao lâu nữa thì tới, nhưng chưa kịp cất lời đã phải hoảng sợ mà hét lên. Một chiếc container phía trước đang chạy ngược chiều, nó đột nhiên lao thẳng về phía xe của lớp Phong. Cú va chạm mạnh khiến cho cả hai chiếc xe bị lật rồi cùng nhau tuột dốc. Trời đất như đảo lộn, cơ thể Phong bay ra khỏi chỗ ngồi. Mắt cậu trở nên tối tăm, xung quanh là những tiếng la hét đầy hoảng loạn. Không biết trải qua bao lâu, Vũ Phong bắt đầu có lại ý thức. Toàn thân cậu ê ẩm không có sức, bên tai liên tục vang lên những tiếng ong ong. Khi cậu mở mắt ra, trước mắt cậu chính là gương mặt của Lộc. Và đáng sợ hơn, khi cậu ý thức được thằng bạn thân của mình đã chết rồi. Cổ của Lộc đã bị gãy, đầu ngoẹo hẳn sang một bên, trên miệng toàn là máu. Hai mắt của Lộc mở lớn, giống như đang nhìn chằm chằm vào Phong. Phong sợ tới mức cổ họng cứng ngắc, không cách nào phát ra được âm thanh. Phong muốn tìm nơi rời đi, liền đưa mắt nhìn xung quanh. Cảnh tượng này suốt đời Phong không quên. Mọi người trong xe đang nằm lên nhau, tất cả đều im lặng đến đáng sợ. Đầu của chiếc xe tải chỗ tài xế ngồi bị hư hại nghiêm trọng. Phong thấy được máu từ ghế lái vẫn còn đang chảy xuống. Bụng cậu quặn lên, cơn buồn nôn lập tức kéo đến. Hai mắt Phong một lần nữa trở nên mơ hồ, sau đó lại hoàn toàn chìm vào bóng tối. Một lần nữa tỉnh lại, Phong thấy mình đang ở trong bệnh viện rồi. Ngồi bên cạnh là bóng người rất quen thuộc. Phong đưa tay lên dụi mắt mình, và lần này cậu đã có thể nhìn rõ hơn. Cậu giật mình khi nhận ra bóng người đó chính là thằng Lộc. Lộc thấy Phong tỉnh, liền cười một cách vui vẻ. Tao đợi mày nãy giờ. Nói xong, Lộc rút cây kim đang truyền nước trên tay Phong ra. Tỉnh rồi thì mau đứng dậy đi theo tao, mọi người đang chờ mày đó. Phong ngơ ngác nhìn xung quanh, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu bị Lộc kéo tới cửa phòng bệnh, thì cậu rụt tay lại. Mày không phải chết rồi sao? Lộc ở phía trước nghe vậy, liền cười khe khẽ, rồi tiếp sau đó là phá lên cười lớn. Phong bắt đầu cảm thấy bất an, cậu lùi về sau mấy bước. Lúc này cổ của Lộc đột nhiên lắc lịa qua một bên. Lộc quay lại nhìn Phong với một gương mặt đã hoàn toàn biến dạng, hai mắt trợn lớn, miệng phát ra âm thanh khò khè. Giọng nói của Lộc trở nên âm u như đến từ địa ngục. Đi theo tao, tao với mày là bạn tốt mà.
Phong bắt đầu hoảng loạn, hơi thở trở nên dồn dập. Cậu muốn quay người bỏ chạy thì Lộc đột nhiên nhào đến, nắm lấy vai cậu mà lắc thật mạnh. Sao mày không chết? Sao mày không chết hả? Phong hét lên một tiếng cho ngồi bật dậy. Mẹ của Phong nghe động tĩnh lập tức đến bên cạnh con trai. Không sao rồi, mẹ ở đây nè con. Hóa ra nãy giờ chỉ là một cơn ác mộng. Phong hỏi về tình hình của lớp mình thì mẹ cậu luôn lảng tránh. Mãi cho tới 5 ngày sau, Phong mới biết được sự thật. Cả lớp chỉ có Phong và 5 người khác còn sống. Nhưng 5 người kia thì không may mắn như cậu. Trong đó có 3 người vẫn còn đang trong tình trạng nguy hiểm. Một người thì bị liệt toàn thân, người còn lại đã trở thành người thực vật. Chỉ có Vũ Phong là nhẹ nhất, đầu chỉ bị chấn thương không quá nghiêm trọng, chân phải bị gãy, phải làm phẫu thuật nhỏ. Trước ngày xuất viện, Phong lại một lần nữa gặp ác mộng. Trong mơ, cậu thấy trước mặt mình là chiếc xe khách kia. Những học sinh lớp cậu đều ở bên trong. Tất cả bọn họ ai cũng đang đưa mắt nhìn Vũ Phong. Người nào người nấy trên mặt toàn máu là máu. Đột nhiên, một bàn tay nhầy nhụa, lạnh ngắt, nắm chặt lấy. Phong sợ hãi nhìn xuống, thì phát hiện ra đó là một bàn tay đẫm máu. Phong hét lên một tiếng khi phát hiện ra nó là bàn tay của cô Thư, cô chủ nhiệm lớp mình. Bên mắt phải của cô bị một mảnh kính đâm xuyên qua, máu từ hốc mắt phủ lên bên mặt của cô. Lên xe đi. Chất giọng quỷ dị của cô Thư vang lên, khiến cho Phong nổi hết cả da gà. Phong lắc đầu rồi cố hết sức vùng ra, sau đó quay đầu bỏ chạy. Không gian xung quanh bắt đầu thay đổi. Lần này Phong thấy mình đứng trước một cái đám ma. Trong tiếng khóc than vang dội khắp nơi, tiền vàng mã trải đầy trên đất. Chính giữa có một chiếc quan tài, hai bên là những người đến đưa tiễn. Một bé gái từ đâu xuất hiện, nó ngước lên nhìn Vũ Phong với đôi mắt tò mò. Anh cũng giống em hả? Phong không hiểu được ý của bé gái. Giống là giống cái gì? Thấy Phong nhìn mình đầy nghi hoặc, bé gái liền chỉ về phía quan tài. Phong lúc này mới phát hiện ra, gần chỗ quan tài có để di ảnh của người đã chết. Người bên trong không ai khác, lại là đứa bé gái đang đứng bên cạnh mình. Giọng của bé hồn nhiên nói tiếp. Anh cũng giống em, chết rồi hả? Lúc này tâm trí của Phong trở nên rối loạn vô cùng. Cậu không trả lời bé gái mà vội vã lao đi ra khỏi tang lễ. Phong cứ chạy mãi trên con đường tối đen, hai bên là những hàng cây khô héo. Phong đứng gần lại khi trước mặt mình là một người con gái đang bò trên đất. Hai tay cô ta không ngừng lần mò như đang tìm kiếm thứ gì đó. Khi cô ngẩng đầu lên cười vui vẻ thì Phong đã có đáp án. Tìm được rồi, cô gái với vẻ mặt thỏa mãn nói. Hai hốc mắt của cô trống không, trên tay là đôi con ngươi cô vừa lượm được từ dưới đất. Cô gái vội vàng đưa chúng lên lấp vào hốc mắt của mình. Chân tay Phong bủng rủng đi. Tại sao cậu cứ gặp những chuyện kinh khủng như thế này? Đây là ác mộng chăng? Phong chắc chắn là như thế rồi. Nhưng làm thế nào để thoát khỏi những cơn mộng mị quái quỷ này đây? Vũ Phong muốn bỏ chạy, nhưng cả cơ thể và tinh thần của cậu rất mệt mỏi, hoàn toàn không còn một chút sức lực nào. Hai con người được lắp vào mắt của cô gái cứ chuyển động liên tục, sau đó chúng lại rơi ra ngoài. Cô gái vẻ mặt ngơ ngác trong giây lát, rồi lại ôm đầu hét lên một tiếng chối tai. Cùng lúc này phía bên phải của Vũ Phong xuất hiện ra một vùng sáng. Bên trong có tiếng nói già nua của một người phụ nữ vang lên. Trần Vũ Phong, trở về đi. Trần Vũ Phong, về đi. Bên này cô gái dường như cảm nhận được sự có mặt của Vũ Phong. Cô ta lập tức hướng tới phía cậu mà chạy tới. Đôi mắt,
Tao muốn đôi mắt. Phong sợ hãi không biết phải làm sao, thì đột nhiên giọng của Ngọc Như, em gái cậu, vang lên trong bụng sáng ấy. Anh ơi, mau về đi. Giọng nghẹn ngào của Ngọc Như xoáy vào lòng Bổ Phong một trận tê dại. Đánh liều, cậu nhanh chóng chạy tới phía vùng sáng đó. Bên tai có tiếng chuông đồng không ngừng vang lên, và Phong khó nhọc một lần nữa tỉnh lại. Ngọc Như lập tức ôm chầm lấy Bổ Phong mà khóc thút thít. Mẹ Phong cũng lặng lẽ lau nước mắt. Ba cậu thì thở phào nhẹ nhõm. Bên cạnh cậu, Bổ Phong còn thấy một người đàn bà lớn tuổi, tóc đã bạc gần hết đầu. Trên tay bà là cái chuông đồng nho nhỏ. Thấy cậu tỉnh, bà nở nụ cười hiền. Cũng may hồn phách chưa có đi xa đó, phước đức lắm mới trở về được nha con. Ba mẹ Vũ Phong liên tục nói lời cảm ơn, rồi cùng nhau tiễn bà ra về. Ở đây Phong được Như kể lại mọi chuyện. Hóa ra trước lúc xuất viện một ngày, cậu đột nhiên rơi vào tình trạng ngủ sâu. Mọi người cố gắng đánh thức nhưng đều vô dụng. Bác sĩ cũng không cách nào tìm ra được nguyên nhân. Bất đắc dĩ, ba mẹ đành đưa Vũ Phong về nhà chăm sóc. Lúc này mẹ của Phong được bạn mình giới thiệu một bà thầy. Hết cách rồi, mẹ đành đánh liều mời bà về xem. Lúc đầu ba Phong phản đối dữ lắm, nhưng Ngọc Như cũng lên tiếng năn nỉ thuyết phục ông. Vậy là mẹ đến gặp bà Moon, một bà thầy có tiếng được bạn mẹ giới thiệu. Bà Moon vừa thấy Phong thì vội vàng lấy một sợi chỉ đỏ buộc vào cổ tay của cậu, rồi mới nói: đứa trẻ này bị dông theo, họ muốn nó phải đi cùng. Bây giờ hồn phách của nó đã bị đưa đi rồi. Nếu mà không nhanh chóng để hồn phách trở về, e là không bao giờ tỉnh lại nữa. Nói xong, bà liền viết ra giấy một số đồ cần để ba mẹ mua giúp. Bà phải nhanh chóng làm lễ triệu hồn trước khi quá trễ. Sau đó thì như mọi người đã biết, Phong đã thực sự tỉnh lại. Cứ ngỡ rằng mọi chuyện đã kết thúc từ đó. Nào ngờ đâu, đó chỉ là mới bắt đầu cho những ngày tháng tồi tệ của Vũ Phong sau này. Đêm nào cậu cũng nghe những tiếng thì thầm bên tai. Đáng sợ hơn có khi là giọng nói của Lộc. Nó luôn tức giận và gào lên với Phong: tại sao mày còn sống? Mày phải đi với tao. Vũ Phong không dám ngủ nữa, cậu cứ bật đèn sáng bất kể ngày đêm. Và đầu óc bị thiếu ngủ mà trở nên không còn tỉnh táo. Nhìn thấy ai cũng ảo tưởng ra những gương mặt đáng sợ. Ba mẹ và Như lo lắm, mời rất nhiều bác sĩ tâm lý đến để chữa trị cho cậu. Cho đến một ngày Phong không chịu được nữa, cậu trốn vào nhà vệ sinh, dùng dao rọc giấy cắt thật mạnh vào cổ tay của mình. Những dòng máu ấm nóng không ngừng chảy ra. Phong có chút ngơ ngác. Cứ như vậy mà kết thúc sao? Rồi cậu sẽ được giải thoát chứ. Khi tầm mắt trở nên mơ hồ, bên tai Phong vẫn là những tiếng cười khanh khách. Họ đang vui vì họ đã thành công, khiến cho cậu dần mất đi sự sống. Và rất may mắn là Ngọc Như đã phát hiện ra kịp thời. Cả nhà nhanh chóng đưa Phong vào bệnh viện cấp cứu. Sau khi tỉnh lại, Phong cứ yên lặng ngồi thu người. Cậu bắt đầu trạng thái không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai. Mẹ Vũ Phong quyết định mời bà Moon đến một lần nữa. Khi bà đến nhà, bà cũng phải giật mình với bộ dạng hiện giờ của cậu. Bà không nói nhiều, liền thay Phong bối một quẻ. Lát sau, bà mới nghiêm túc nói với Phong: đây là mệnh của con rồi. Cái tai nạn kia chính là để con khai nhãn âm dương, bước vào cơ duyên trên con đường âm lộ đó. Ngừng một chút, bà quay sang ba mẹ của Phong mà nói tiếp: hai người nên tìm một vị thầy pháp giỏi cho nó theo học đi. Nếu không muốn trở thành thầy trừ tà hay là pháp sư, thì chỉ có thể nương nhờ cửa Phật. Có như vậy thì nó mới không bị người âm theo phá, cuộc sống mới có thể dễ dàng hơn. Mọi người nghe xong ai nấy cũng giật mình. Họ chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này có thể xảy ra.
Phong lúc trước tuy ham chơi, nhưng từ nhỏ đã thông minh hơn người. Học lực lúc nào cũng đứng nhất nhì trong lớp. Tương lai chắc chắn trở thành một người thành đạt. Vậy mà bây giờ lại nói mệnh của cậu chỉ có thể trở thành thầy pháp hoặc là vào chùa xuất gia. Phong liên tục lắc đầu. Mặt cậu bởi vì kích động mà đã đỏ ửng lên. Con không làm gì cả. Con chỉ muốn mình là một người bình thường thôi. Mẹ Phong thương con tới bật khóc. Bà quỳ xuống van xin. Như cũng quỳ theo. Bà Mona, con cầu xin bà giúp cho nó. Bà có cách nào phải không? Ai, đã làm bệnh rồi á thì làm sao mà tránh đây. Bà đỡ mẹ lên rồi mới nói tiếp. Có điều trong quẻ bói còn nói, chỉ cần đưa cháu nó về quê hương của người sinh mình ra, sẽ gặp được một cơ duyên giúp cho nó sống yên bình trong một khoảng thời gian đó. Vậy là mọi người liền thu xếp đưa Vũ Phong về Đồng Tháp, quê mẹ của cậu. Công việc và sự nghiệp của ba Phong đều ở đây. Trong một thời gian ngắn, không cách nào có thể ngừng lại được. Chỉ đành để mẹ và Ngọc Như đi cùng trước, đến đó xem tình hình như thế nào, rồi mới tính tiếp. Vũ Phong còn đang mải mê hồi tưởng suy nghĩ thì tiếng gọi của mẹ kéo cậu về thực tại. Phong à, xuống xe đi con, tới nơi rồi. Ông bà ngoại của Phong đã mất cách đây 4 năm. Hiện tại vợ chồng dì Út ở lại trong nhà, trông coi hương khói. Dì Út năm nay đã 35, nhìn vẻ ngoài trẻ hơn rất là nhiều. Dưỡng Út hơn dì tận 8 tuổi, nên Dưỡng yêu thương và cưng chiều dì vô cùng. Có điều hai người họ lấy nhau đã 11 năm mà vẫn chưa sinh được đứa con nào. Chuyện này khiến cho dì Út rất phiền lòng, cũng chạy thuốc thang khắp nơi nhưng chưa có kết quả. Vừa thấy Vũ Phong, dì liền trưng trưng nước mắt nói: khổ cháu tôi quá. Dưỡng Út nhìn mẹ của Vũ Phong chào hỏi rồi quay sang vợ. Được rồi, mau để chị với hai đứa nó vô nhà đi. Đi đường xa chắc mệt lắm đó. Đến Đồng Tháp được nửa tháng, Phong đã không còn bị những vong hồn vất vưởng theo ám nữa. Ăn ngủ cảm thấy rất ngon, cuộc sống cũng bắt đầu trở lại bình thường. Ngọc Như thường kéo Vũ Phong ra một cái ao sen cách nhà dì Út không xa. Cả hai cùng nhau đón gió chiều, nhìn ngắm cảnh hoàng hôn đang buông xuống. Những đóa hoa sen nở rộ tựa như một bức tranh sống động giữa đời thường. Một cảnh đẹp mà chỉ có khi tận mắt nhìn thấy mới có thể cảm nhận được. Ngọc Như rất thích đưa chân mình xuống ao sen, rồi vừa đung đưa vừa ngân nga hát. Phong thấy vậy bèn trêu cô em gái nhỏ: cẩn thận bị đĩa bám vô đó. Lúc này Như mới nhìn sang Phong cười. Cô nói chắc nịch: có anh mà, em đâu có sợ. Phong không trả lời, chỉ đưa tay bổ đầu Như mấy cái. Thời gian cứ thế nhẹ nhàng trôi đi, năm học mới cũng bắt đầu. Phong và Ngọc Như ở lại Đồng Tháp nhập học, còn mẹ thì trở về thành phố với ba. Thấy tình hình con trai đã ổn định, mẹ của Phong mới yên lòng để cậu và Ngọc Như ở lại. Bà cũng còn công việc, không thể cứ để một mình chồng gánh vác được. Cũng định bụng là một thời gian nữa sẽ đón Vũ Phong và Ngọc Như về sau. Nhưng bà lại không biết rằng lần trở về này muốn gặp con trai mình thì phải đến tận 12 năm sau. Tan học, Phong lấy xe đạp chở Ngọc Như về như mọi ngày. Đi được giữa đường thì đột nhiên chiếc xe bị xẹp bánh. May mắn là bọn họ chỉ dẫn bộ một đoạn thì bắt gặp có tiệm sửa xe. Đợi vá xong thì trời đã xế chiều. Lúc này đường trở về nhà cũng vắng vẻ hơn. Phong chở Như một lúc thì đột nhiên dừng lại ở ven đường. Như theo Vũ Phong bước xuống xe, cô nghi hoặc lên tiếng hỏi: Ủa, sao vậy anh? Phong mỉm cười, rồi lấy trong cặp ra một ít tiền. Không phải hồi sáng nói muốn kem sao? Ngừng một lúc, cậu lại nói: Em may mắn đó, sáng nói thèm á thì chiều gặp được bà bán kem ở đây nè.
như ngạc nhiên nhìn Phong, rồi thẫn thờ nhìn qua bên đường. Phong không để ý sự khác thường của Ngọc Như, cậu vẫn vui vẻ đưa tiền về phía trước. Bà ơi, bán cho con hai cây kem đi. Một bàn tay chứa đầy nếp nhăn đưa ra nhận lấy tiền. Giọng nói chà nua của bà già bán kem vang lên. Hai đứa muốn lấy kem gì? Phong lại quay ra sau mà hỏi Như. Nè Như, em muốn kem gì ạ? Ngọc Như sợ tới run rẩy, giọng cô lắp bắp. Em không muốn ăn kem nữa, mình về nhà đi anh. Hai mắt Ngọc Như đỏ que. Lúc này Phong mới nhận ra có gì đó không đúng. Cậu từ từ quay lại nhìn, thì phát hiện xe kem với bà lão đã không thấy đâu nữa. Phong sợ hãi quay lại, nắm tay Ngọc Như lên xe, thì cậu giật mình đến vấp chân ngã xuống đất. Bà già vừa rồi đang bám trên lưng của Ngọc Như, những sợi tóc bạc không còn được buộc gọn gàng nữa, chúng xõa rũ rượi che gần hết gương mặt của bà. Hai mắt bà lão nhìn Vũ Phong chằm chằm, miệng nở ra một nụ cười tét đến tận mang tai. Thấy Phong ngã, Như vội vàng tiến tới đỡ lấy cậu, nhưng Như nào biết bản thân mình đang cõng trên lưng một hồn ma. Khi tay Như chạm vào Phong, cũng là lúc hồn ma của bà lão thành công nhập vào người cậu. Phong chỉ kịp thét lên một tiếng rồi lên cơn co giật. Cậu cảm nhận rõ ràng cơ thể của mình đang dần bị chiếm hữu. Như sợ quá bật khóc, cứ ôm lấy Phong mà liên tục kêu cứu. Nhưng đáp lại Như chỉ là tiếng dế kêu cùng với tiếng thở dồn dập của anh trai. Lúc này Phong bắt đầu sùi bọt mép. Trong mắt cậu, hình ảnh Ngọc Như vẫn hiện ra rõ ràng. Nhìn Như vì mình mà sợ hãi đến tột độ, Phong cảm thấy bất lực vô cùng. Đột nhiên cậu nhớ lại hình ảnh của Quỳnh Chi, cùng với nụ cười ấm áp và cả câu nói khi đó của cô. Tráng lên nha, cho cậu sẽ ổn thôi. Phong cũng nhớ đến lời nói của bà Mun. Con phải nhớ, họ là người chết, còn con là người sống. Và con mạnh hơn họ. Chỉ cần bản thân mạnh mẽ, đừng để sự sợ hãi làm linh hồn con yếu đi, thì họ không thể làm tổn thương đến con được. Khi đã nghĩ thông suốt, Phong dần trấn tĩnh lại. Cậu nhắm mắt hít sâu một hơi, rồi hét lên. Cút đi! Phong ngồi bật dậy, mệt nhọc thở ra từng hơi. Cậu biết mình đã thắng rồi. Cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm và thoải mái hơn rất nhiều. Ngọc Như bên này sớm đã khóc đến khàn giọng. Phong lau nước mắt cho em, rồi khẽ trấn an. Đừng lo, không sao rồi. Như đỡ Phong đứng lên, cho phủi bụi trên người cho cậu. Sau đó nhất định phải chở Phong về, chứ không để cậu mệt nữa. Ngồi sau xe một lúc, Phong mới lên tiếng. Nè, em đừng kể cho ai nha. Như định lên tiếng phản đối, thì Phong lại nói. Đừng để ba mẹ lo lắng về anh nữa, có được không? Như chỉ đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Phong đưa tay sờ lên vết nứt ở trên hình Phật của mặt dây chuyền. Cậu biết nó đã mất tác dụng rồi. Khi trở về nhà, Phong và Như nhận được một tin vui. Chị Út cuối cùng cũng có thai. Đêm đó mọi người làm rất nhiều món ngon, trên gương mặt của ai cũng hiện lên một nụ cười hạnh phúc. Bên ngoài trời bắt đầu mưa, vài tiếng sấm vang lên phá vỡ màn đêm tĩnh mịch. Người trong nhà hoàn toàn không hay biết, ngoài kia nơi ao sen quen thuộc có bóng của một người con gái toàn thân ướt đẫm nước mưa. Dưới chân cô gái là một dòng máu đỏ thẫm đang hòa lẫn vào nước mưa mà chảy xuống. Sau khi sợi dây chuyền mất tác dụng, thỉnh thoảng Vũ Phong vẫn gặp một số vong hồn vất vưởng. May mắn là Vũ Phong đã dần biết cách phân biệt được đâu là người, đâu là vong ma. Phong thường giả vờ không nhìn thấy họ, có khi can đảm cậu còn hỏi họ được mấy câu. Phong bắt đầu lên mạng tìm hiểu về thế giới tâm linh, cũng học theo mà làm lễ cúng bái.
Nhờ vậy mà cậu không còn bị quấy nhiễu nhiều như trước nữa. Hôm nay là chủ nhật, như thường lệ, Như lôi kéo Phong ra ao sen. Khi tới gần thì cậu đột nhiên có một cảm giác ớn lạnh, nhíu mày rồi nói với Như: "Ừ, hay về thôi, hôm khác mình lại tới." Như tưởng Phong lại thấy ma, cô sợ hãi túm lấy tay cậu: Cái đó đang ở đây hả?" "Không, chỉ là hôm nay cảm giác nó hơi lạ thôi." Như thở phào nhẹ nhõm, rồi cô lại đến ao sen, thả chân xuống như mọi khi. Chỉ cần không phải cái đó là được rồi." "Ma thì nói là ma, cái đó là gì?" "Không có được tùy tiện nhắc đến đâu, anh không có kiên cử gì hết." Vừa nói dứt lời thì chân của Như vô tình va phải thứ gì đó trông giống như một bàn tay người. Như sợ hãi luống cuống bò lên, Phong cũng nhanh chóng tiến tới ôm chặt lấy em. Hai người họ kinh hãi khi nhìn thấy một gương mặt trắng bệch từ dưới nước trồi lên. Như thét lên một tiếng rồi run rẩy úp mặt mình vào ngực Phong. Lúc này chỉ trong một cái chớp mắt thôi, Phong đã nhìn thấy một cái bóng người, hay nói chính xác hơn, đó là hồn ma của cái xác trong ao sen. Phong nhanh chóng đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng bây giờ không còn thấy hồn ma đâu nữa. Cậu đưa Như đi ra khỏi ao sen, rồi lấy điện thoại báo cho cảnh sát. Rất nhanh công an đã có mặt tại hiện trường. Cái xác nhanh chóng được vớt lên. Đó là một cô gái còn rất trẻ, trên người mặc một chiếc váy đen, mái tóc xõa dài ướt đẫm, làn da tái nhợt vì ngâm trong nước quá lâu. Phong và Như phải theo lực lượng công an về đồn lấy lời khai, mãi đến 1 giờ chiều mới được về tới nhà. Sau khi biết tin, nét mặt của dì và Dưỡng Út liên tục thay đổi. Họ lo lắng, hỏi thăm không ngừng. Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, khi hồn ma cô gái kia đã theo Vũ Phong trở về. Và người gặp quỷ sự đầu tiên lại chính là Dưỡng Út. Đêm đó, Dưỡng Út đã mơ thấy một người con gái. Cô ta nhìn Dưỡng, không rên không khóc. Sau đó cô ta đột nhiên cởi áo, cho phần bụng của cô bắt đầu phình lên. Cô dùng hai tay xé rách bụng mình. Từ trong bụng cô ta môi ra một thai nhi, da thịt đứa bé đỏ au. Tiếng khóc của nó vang vọng khắp nơi. Dưỡng Út giật mình tỉnh lại khỏi cơn ác mộng, mồ hôi đầm đìa. Ngày hôm sau công an đến nhà, nhưng không phải tìm Vũ Phong hay Ngọc Như, mà là đến tìm Dưỡng Út. Một chiến sĩ công an đã độ tuổi trung niên mở lời trước: "Chào anh, hôm nay chúng tôi đến đây là vì cái chết của chị Đào Thị Trinh. Theo điều tra thì chị Đào Thị Trinh có quan hệ hợp tác làm ăn danh. Có người thấy anh thường xuyên lui tới nhà chị, nên chúng tôi muốn hỏi anh một số chuyện." Dưỡng Út giật mình, nói với giọng run rẩy: "Trinh chết rồi sao?" Như nhận ra gì đó, Dưỡng Út nhìn Phong và Như rồi thốt lên: "Là cái người chết trong ao sen được hai đứa phát hiện sao?" Phong và Như ngơ ngác nhìn nhau. Hôm qua hai người còn chưa kịp biết người chết là ai nữa, nên về cũng không nói tên của người chết cho dì và Dưỡng Út biết. Một chiến sĩ công an trẻ tuổi hơn thay họ trả lời: "Dạ đúng rồi thưa anh." Dưỡng Út nghe xong thì cả người sụi lên, hai mắt đỏ ửng. Dưỡng hỏi: "Nguyên nhân của ấy chết là gì vậy?" "Chết vì đuối nước. Nhưng mà khi khám nghiệm tử thi đó, thì chúng tôi phát hiện trước khi chết, nạn nhân đã bị xâm hại tình dục trong tình trạng đang mang thai nữa." Mọi người nghe xong đều kinh hoàng, thực sự quá tàn nhẫn rồi. Hai vị công an hỏi Dưỡng Út hôm xảy ra chuyện đang ở đâu, có quan hệ như thế nào với nạn nhân, có biết cha của đứa trẻ trong bụng Đào Thị Trinh là ai hay không. Sau khi hoàn tất thủ tục, hai công an ra về. Lúc này dì Út nãy giờ im lặng, bây giờ mới lên tiếng: "Thường xuyên qua lại nhà riêng, hai người cũng thân thiết quá chứ." Dưỡng Út không kiên nhẫn mà phản bác ngay: "Chỉ là bằng chuyện làm ăn thôi, em bớt nghĩ linh tinh đi." Nói xong Dưỡng Út bỏ về phòng, mặc kệ dì Út đang khóc lóc sầm.
3 giờ sáng, cả nhà bị đánh thức bởi tiếng gà kêu lên inh ỏi. Dượng Út tỉnh lại thì phát hiện không thấy dì Út đâu. Dượng vội vàng mở cửa đi ra tìm. Lúc này Như và Phong cũng đang cùng nhau xuống lầu. Cả ba nghe ra tiếng gà vang lên ở trong nhà bếp, liền cùng nhau đến xem. Và một cảnh tượng hải hùng lập tức xuất hiện trước mặt họ. Xung quanh dì Út là vô số lông gà vương vãi. Hai tay dì đang cầm một con gà mái, toàn thân nó loang lổ vết thương. Mà trên môi của dì cũng toàn là máu. Trong miệng thì nhai ngấu nghiến một phần thịt sống của con gà. Dì Út đột nhiên quay qua nhìn họ, rồi hét lên một tiếng dài, âm thanh chói tai vô cùng. Sau khi hét lên một tiếng, dì liền ngất xỉu đi. Dượng Út vội vàng chạy tới ôm vợ mình lên xem như thế nào. Ở bên này Vũ Phong nhíu chặt mày, đôi mắt cậu nhìn chăm chăm vào bụng của dì. Phong cảm thấy có một sự lạnh lẽo tỏa ra từ bụng dì, mà với khả năng hiện giờ thì cậu không sao có thể nói rõ được. Dượng Út dặn Phong và Như mấy câu rồi nhanh chóng đưa dì vào trong bệnh viện kiểm tra. Ngọc Như thấy sợ, không dám ở một mình. Phong đành cùng với em xem phim tại phòng khách. Như thì thầm nói với Phong: em thấy dạo này nhà mình sao á, em hay nghe được âm thanh lạ lắm. Hả? Em nghe thấy gì? Tiếng khóc của phụ nữ. Âm thanh nhỏ thôi, nhưng mà giờ em vẫn nghe được. Nhưng mà đó không phải là tiếng của dì. Sau này á, dù có nghe thấy cái gì, em cũng đừng bao giờ ra khỏi phòng vào buổi tối nghe chưa. Thật ra Phong cũng nghe thấy chứ. Không những thế cậu còn nhìn được. Đó là hồn ma của Đào Thị Trinh kia. Có điều hồn ma này lúc ẩn lúc hiện, khiến cho cậu không cách nào tiếp cận. Mà thật ra Phong cũng không dám. Bởi từ linh hồn của Đào Thị Trinh, cậu cảm nhận được một sự oán hận lớn vô cùng. Nhưng tại sao? Là vì Như đã vô tình đá trúng cái xác của cô ta hay sao? Nếu chỉ có như vậy thì sự oán hận đâu có nặng được đến như thế chứ. Mãi cho tới gần 3 giờ sáng, dì và Dượng Út mới trở về. Hỏi ra thì biết bác sĩ nói với Dượng do dì mệt mỏi quá mà sinh ra mộng du. Nói chuyện mấy câu, Dượng đưa dì vào phòng nghỉ ngơi. Phong và Như cũng an tâm trở về phòng mình. Tuy nhiên đêm nay vẫn còn rất dài. Dượng Út mệt mỏi chìm vào giấc ngủ thì phía sau lưng có người ôm lấy Dượng. Hơi thở lạnh lẽo phà vào cổ khiến cho Dượng Út trùng mình. Bàn tay mềm mại đó lại tiếp tục di chuyển. Nó sờ soạn khắp cơ thể của Dượng. Dượng Út bực bội lên tiếng: tối nay đủ mệt rồi, mà anh còn đi làm nữa, em mau ngủ đi. Người phía sau có chút giận hờn: anh không thương em và con nữa sao? Dượng Út nghe vậy liền quay lại, định bụng sẽ nói lý với vợ mấy câu thì Dượng phát hiện ra dì Út đang nhắm mắt ngủ say. Bất chợt từ phía trên có vài giọt nước mắt rơi lên mặt của Dượng Út. Dượng nhìn lên thì lại chẳng có gì bất thường. Thở một hơi dài tính nhắm mắt ngủ tiếp đi thì một cảnh tượng kinh hoàng khiến cho Dượng Út hét lên. Người nằm bên cạnh bây giờ không còn là vợ mình nữa, mà thay vào đó là gương mặt trắng bệch của Đào Thị Trinh. Toàn thân cô ta ướt đẫm, nước bắt đầu từ người cô ta không ngừng lan trọng ra. Dượng Út lúc này mới bật người dậy. Hóa ra nãy giờ chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Dì Út nằm bên cạnh cũng thức giấc. Dì nói với chồng: ủa, anh dậy sớm vậy? Sau khi ổn định lại cảm xúc, Dượng mới nói: ừ, anh chuẩn bị đi làm, em cứ ngủ tiếp đi. Thôi em cũng vậy luôn, để em làm đồ ăn sáng rồi giờ chồng mình cũng ăn. Nói xong, dì vén chăn lên thì sửng sốt. Toàn thân của dì cứng đờ, miệng lắp bắp: anh ơi, bụng em làm sao thế này? Dượng Út cũng đưa mắt nhìn, và chân tay Dượng cũng liền bủn rủn. Rõ ràng dì mang thai chưa đến 3 tháng, nhưng chỉ qua một đêm thôi, bụng đã to lên như sắp đến ngày sinh.
Vậy là ngày hôm sau, Dẫn Út lại nghỉ làm để đưa vợ đi bệnh viện kiểm tra. Như và Phong biết chuyện chẳng lành, liền lấy điện thoại gọi cho bà Muôn để mà kể lại mọi chuyện. Bà nghe xong thì thảng thốt: "Trời ơi, dì Út của con mang thai ma rồi." Bà bảo Phong và Như phải cẩn thận, tránh tiếp xúc trực tiếp với dì. Không khéo ma nữ hận bà lây tới mình, còn bà sẽ nhanh chóng thu xếp tới đây nhanh nhất có thể. Tầm đầu giờ chiều thì vợ chồng dì Dưỡng Út cũng trở về. Phong liền đi tới hỏi: "Kết quả sao rồi Dưỡng?" "Bác sĩ nói dì Út sắp sinh, kiểm tra thì thai nhi bình thường." Như có chút tức giận: "Trời, bình thường thế nào được chứ?" Phong kéo tay Như rồi khẽ lắc đầu. Ở bên này, dì Út cuối cùng cũng ôm mặt mà khóc. Đúng là oan nghiệt mà. Đêm đó trời nổi cơn giông, mưa như trút nước. Lâu lâu lại có một tia chớp xẹt ngang qua bầu trời tối đen. Trong phòng, dì Út ôm bụng la hét, gương mặt dì nổi đầy gân xanh, đôi mắt trở nên dữ tợn vô cùng, giống như đã hoàn toàn trở thành một người khác. Phong và Như đứng một bên bất an mà quan sát. Dì Út sắp sinh sao? Đứa bé kia thật sự là ma sao? Lúc này Dưỡng Út từ bên ngoài bê một thau nước nóng đi vào, miệng lo lắng nói lớn: "Nè, hai đứa mà phụ một tay Dưỡng đi, trước cái đây dì Út sinh thuận lợi đã." Bố Phong và Ngọc Như đưa mắt nhìn nhau, tuy có chút do dự nhưng vì lo cho dì của mình nên đành đi tới giúp đỡ. Một tiếng đồng hồ trôi qua, đứa bé kia đã thuận lợi ra ngoài. Nó nằm trên tay của Dưỡng Út. Có điều đứa bé đã chết rồi. Toàn thân nó chỉ là một mảng thịt đỏ tươi của hình người. Gương mặt hoàn toàn bằng phẳng, không có ngũ quan. Trong lúc cả ba như chết lặng đi chưa biết phải làm sao, thì dì Út mạnh mẽ xông tới, giành lấy đứa bé. Dì nhìn nó một lúc, rồi cũng thét lên. Sau đó chị như phát điên, tự nắm lấy tóc của mình mà liên tục chửi bới: Tại mày mà con tao mới chết. Nó không sống lại được, mày cũng đừng hòng sống nữa." Nói xong, dì quơ lấy con dao khi nãy dùng để cắt dì rốn lên, rồi tự cắt vào cổ của mình. Ngọc Như phản ứng nhanh, vội lao đến giữ được tay của dì Út. Phong và Dưỡng Út cũng kịp thời khống chế dì đang trong cơn điên loạn. Dì Út hướng về phía Ngọc Như mà hét: "Con chó này, mày dám cản tao, tao sẽ không tha cho mày đâu." Dứt lời, cơ thể của dì Út lên cơn co giật dữ dội. Trong đêm mưa tầm tã ngoài kia, đột nhiên xen lẫn vào một tiếng hét thê lương. Sau đó là một giọng nói đầy ghê rợn: "Tao sẽ không bỏ qua cho tụi mày đâu. Tụi mày phải chết." Qua một đêm kinh hoàng, ai nấy đều trong tình trạng mệt mỏi. Riêng dì Út thì mê man nằm trên giường chưa tỉnh lại. Tới trưa ngày hôm sau, cuối cùng thì bà Môn cũng tới. Nhưng bà lại chẳng bước vào trong nhà. Bà nhìn Dưỡng Út, cất giọng khàn khàn quen thuộc nói: "Quan khí nặng quá. Bây với vợ mình đã làm gì người ta vậy?" Dưỡng Út sắc mặt nhợt nhạt, âm thanh giống như sắp khóc: Con chẳng làm gì cả. Chỉ là sao?" "Dạ, chỉ là trong một phút yếu lòng, đã ngủ cùng với Trinh. Kết quả là hai đứa cứ như vậy mà qua lại với nhau. Cái thai trong bụng Trinh cũng là của con." Phong và Như không thể tin được nhìn Dưỡng Út của mình. Rõ ràng Dưỡng thương gì như vậy, sao có thể ngoại tình được chứ? "Chuyện này vợ bay biết chưa?" "Dạ, vợ con không biết. Nếu biết, sao cô ấy có thể bỏ hoài cho con được?" Bà Moon suy nghĩ một chút, rồi lấy trong giỏ ra mảnh giấy. Bên trong là một dãy số điện thoại. "Đây là số điện thoại của một thầy Pháp, gọi là thầy Việt. Tuy chưa lớn tuổi, nhưng mà đạo hạnh rất cao. Chuyện này bây nhờ cậu ta đi.
Bà nay có tuổi rồi, có muốn cũng không giúp nổi nữa. Nói những gì cần nói xong, bà Môn ra về. Không chậm trễ, Dượng Út lập tức gọi điện thoại cho thầy Việt. Nghe Dượng Út thuật lại mọi chuyện, thầy liền đồng ý tới xem. Thầy nói: trước tiên cậu phải trông coi vợ mình cho tốt. Qua lời kể của cậu, tôi đoán vợ cậu bị dông nhập rồi. Ở nhà có máy phát kinh thì bật lên, nhang khói thờ cúng thần Phật và ông bà cũng phải thắp lên liên tục. Trễ quá thì 5 giờ chiều mai tôi sẽ có mặt, lúc đó xem tình hình rồi sẽ nghĩ cách giải quyết. Nói chuyện điện thoại xong, Dượng Út lên phòng xem dì Út như thế nào. Thấy dì vẫn còn đang ngủ say trên giường, Dượng liền ra ngoài khóa cửa lại. Ở nhà không có máy phát kinh, Dượng lập tức chạy đi mua. Còn về phía Như và Phong thì ở nhà thắp nhang lên khắp các bàn thờ. Trời vừa tối, Dượng Út cũng đem theo máy phát kinh trở về. Dượng đặt nó trước phòng ngủ của dì rồi bật lên. Lúc này Ngọc Như bưng theo một tô cháo cùng với Vũ Phong đi tới. Như đưa cháo cho Dượng rồi nói: cả ngày dì chưa có ăn gì, tụi con không có chìa khóa nên chẳng mang đồ ăn vô được. Con có nấu cháo nè, Dượng xem rồi đưa vô cho dì đi. Hai đứa chất giả rồi. Để mai Dượng gọi cho mẹ hai đứa đến đón về, chứ ở đây sợ liên lụy tới hai đứa con đó. Dượng nhận lấy tô cháo, gương mặt trông hốc hác hơn rất nhiều. Vũ Phong nghe nói vậy thì liền đáp: dạ trước cứ chờ thầy Biệt tới xem sao đã, nếu thật sự không ổn thì tụi con sẽ về nhà. Dạ đúng đó Dượng, chúng ta là người một nhà mà, vì xảy ra chuyện tụi con bỏ về cũng không yên đâu. Dượng Út xúc động nói lời cảm ơn. Sau đó Dượng đưa tay tính mở cửa đem cháo cho dì, thì bất thình lình bị Vũ Phong ngăn lại. Từ khi Phong can đảm đối diện với việc mình có thể thấy ma, thì cậu cũng trở nên nhạy cảm với những thứ âm tà. Lúc này đây, Phong đột nhiên cảm nhận có thứ gì đó rất đáng sợ ở phía sau cánh cửa kia. Nó khiến cho cơ thể của cậu lạnh tới phát run. Dượng Út chưa kịp lên tiếng hỏi cậu có chuyện gì, thì một tiếng trống giận phát ra từ bên trong phòng. Ồn quá, mau tắt nó đi, tắt ngay đi. Cả ba liền đưa mắt nhìn nhau. Dường như thấy lời nói của mình không có tác dụng, dì Út từ bên trong đập cửa rầm rầm. Tao nói tắt ngay đi, bọn mày mở kinh cho ai nghe vậy? Trong lòng bọn mày có quỷ, mở kinh cũng không cứu được đâu. Tao sẽ giết hết chúng mày để đền mạng cho mẹ con tao. Ba người bọn họ nhìn cánh cửa rung lắc dữ dội, liền sợ hãi lùi ra xa. Ngọc Như nói với giọng run run: nhìn nói một ngày chắc không sao đâu, chờ mai thầy Biệt tới có được không? Tình hình này mở cửa chỉ khiến cho mọi chuyện tệ hơn thôi. Xem ra dì Út đã không còn nhận ra mọi người nữa rồi. Dượng Út gật đầu rồi đưa mắt nhìn về phía căn phòng. Hốc mắt của Dượng cũng bắt đầu đỏ lên. Đây là nghiệp của Dượng, Dượng hối hận lắm, nhưng giờ không có cách gì thay đổi được. Đột nhiên giọng của dì Út thay đổi, dì khóc lóc nức nở mà cầu xin: em khó chịu quá anh ơi, anh tắt nó được không? Em sợ lắm, anh mau vào đây với em đi, đừng bỏ em mà. Phong trong lòng âm thầm bất lực, bây giờ có cho vàng cũng không ai dám vô đâu. Dượng Út đâu phải kẻ ngốc mà không nhận ra bên trong vợ mình là một phong ma. Đúng như Phong nghĩ, Dượng Út chỉ dừng lại một lúc rồi cùng hai đứa rời đi. Dì Út la hét một hồi thì cũng yên tĩnh trở lại. Một đêm sóng gió cứ như vậy mà trôi qua. Thầy Việt tới sớm hơn dự định, lúc đó chỉ mới 4 giờ chiều. Thầy ăn mặc rất giản dị, tóc tai được cắt gọn gàng, trên tay còn đeo theo một cái đồng hồ màu đen. Trông thầy nhìn trẻ hơn số tuổi rất nhiều. Nhìn vẻ ngoài, khó có thể hình dung ra thầy Việt lại là một pháp sư trừ tà. Mọi người mời thầy vào trong, như nhanh nhẹn rót cho thầy một ly nước. Thầy nhận lấy uống một ngụm. Từ lúc gặp mặt đến giờ,
Thầy cứ chăm chú nhìn Phong, thắc mắc cậu liền hỏi: Sao thầy cứ nhìn con vậy? Có gì không ổn sao thầy? Thầy lúc này mới có chút xấu hổ, đưa tay vuốt mũi của mình mấy cái, rồi mỉm cười nói: Lúc đi tôi có thử bố cho mình một quẻ. Quẻ bố nói chuyến đi này tôi sẽ gặp được người hữu duyên. Vừa nhìn thấy cậu liền có cảm giác rất đặc biệt, vậy nên mới nhìn một chút đó. Cậu có đôi mắt âm dương có phải không? Phong có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng gật đầu. Thầy liền vui vẻ ra mặt: Năng lực của cậu còn hơn cả như vậy nữa. Nè, có muốn theo tôi bái sư không? Phong nhíu mày suy nghĩ. Thầy Việt liền khoát tay: Không vội đâu, cậu cứ từ từ mà suy nghĩ. Trước mắt là giải quyết vụ của hai vợ chồng này đã. Rồi thầy hướng Dưỡng Út mà cười cười. Chắc tối qua tới giờ bà nhà la hét quấy phá dữ lắm hả? Dạ, tối qua cô la một chút, rồi sau đó thì im lặng tới giờ thầy. Chết chưa, mau đưa tôi vô phòng của chị nhà tự xem. Nhìn thầy Việt với vẻ mặt lo lắng, mọi người liền khẩn trương dẫn đường. Tới phòng dì Út, thầy kêu ra hiệu cho Dượng mở cửa. Dượng nhanh chóng lấy chìa khóa mở ra, và mọi người lập tức giật mình. Ở bên trong đã không thấy dì Út đâu nữa. Không chậm trễ, mọi người lập tức cùng nhau đi tìm. Ngọc Như có vẻ sợ hãi nên Phong muốn để nó ở nhà. Thầy Việt và Dượng Út gật đầu tán thành. Thấy vậy, Như liền thở phào nhẹ nhõm. Bản thân cô quả thật không dám đi cùng với mọi người. Khi cả ba đã ra khỏi nhà, Như liền khóa cửa cẩn thận. Sau đó cô ở lại phòng khách, ngồi chờ mọi người trở về. Không biết qua được bao lâu mà Như đã ngủ quên. Trong lúc mơ màng, cô nghe thấy có tiếng khóc. Như giật mình tỉnh dậy, bên tai âm thanh than khóc vẫn còn vang lên từ bên ngoài cửa. Như nhận ra nó là giọng của dì Út. Cô lén sợ hãi đi tới cửa nhìn ra, thì trước nhà quả nhiên là dì Út đang đứng. Tóc tai dì rối bời, hai mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Như run run hỏi: Có phải là dì Út không ạ? Là dì. Dì sợ quá Như ơi. Như không dám manh động, cô hỏi tiếp: Dì đã đi đâu vậy? Mọi người ra ngoài tìm dì á, dì không thấy họ hả? Dì Út vẫn lắc đầu, giọng nói nghẹn ngào: Dì không biết. Khi tỉnh lại thấy mình nằm trong bụi rậm, trong miệng toàn là lá cây với bùn à, dì sợ lắm. Như nghe xong liền nghĩ đến chuyện bị ma giống mà mọi người vẫn thường kể. Những tình trạng họ gặp giống hệt như những điều mà dì Út vừa nói. Như còn đang suy nghĩ thì dì Út bên ngoài đột nhiên ngất xỉu. Không kịp nghĩ ngợi, Như vội vàng mở cửa ra. Nhưng khi tay của Như vừa chạm vào người dì, cô liền cảm nhận một sự lạnh lẽo đến trợn cả người. Và không để Như kịp phản ứng thì một giọng cười quỷ dị vang lên. Người giống đang nằm bất động đột nhiên từ từ ngẩng đầu lên. Lúc này gương mặt đã không còn là dì Út nữa, thay vào đó là gương mặt của Đào Thị Trinh, với cái biểu cảm hả hê đưa mắt nhìn Ngọc Như. Về phía Phong và mọi người, bọn họ đã đi tìm khắp nơi nhưng không thấy dì Út đâu. Lúc này thầy Việt mới nói: Đáng lý ra chị nhà bị vong nhập thì tôi có thể dựa vào la bàn trên tay là tìm được. Trừ khi như thế nào thầy? Trừ khi chị nhà đã không còn bị vong nhập nữa. Cậu mau nói cho tôi biết ngày tháng năm sinh của chị nhà xem. Dưỡng Út nhanh chóng trả lời. Thầy Việt nghe xong gật đầu. Sau đó thầy liên tục lẩm bẩm cái gì đó trong miệng, rồi dẫn đường đi về phía trước. Cuối cùng mọi người tìm ra được dì Út đang hôn mê trong một thửa ruộng. Không biết tại sao trong lòng của Phong đột nhiên có một cảm giác bất an vô cùng. Cậu quay qua hỏi: Có phải dì Út đã không còn bị hồn ma kia nhập nữa không thầy? Con không có cảm nhận hay là nhìn thấy hồn ma của ấy có đây. Thầy Việt đang trầm tư, nghe Phong hỏi liền gật đầu.
Lúc sau cả hai như chợt nghĩ ra cái gì đó, rồi cùng giật mình kêu lên. Không hay rồi. Phong và thầy Biệt để dưỡng Út ôm gì về sau, còn cả hai nhanh chóng chạy về nhà. Trong lòng Phong nóng như lửa đốt. Cậu vừa ra sức chạy, vừa không ngừng cầu nguyện. Đột nhiên bên tai Phong vang lên một giọng nói quen thuộc. Anh ơi! Phong đứng khựng lại đưa mắt nhìn xung quanh. Âm thanh ấy một lần nữa cất lên. Và lần này Phong đã xác định giọng nói đó phát ra từ phía con đường dẫn đến ao sen. Em lạnh quá, anh đưa em về nhà đi. Trái tim Phong như bị ai đó bóp chặt lại. Nước mắt không tự chủ mà cứ rơi xuống. Phong điên cuồng lao về phía ao sen trước sự ngỡ ngàng của thầy Việt. Dự cảm chẳng lành, thầy nhanh chóng đuổi theo phía sau. Vừa tới nơi, Phong đã không chút chần chừ mà nhảy vào dòng nước lạnh lẽo đó. Cậu bơi đến nơi đã tìm thấy xác của Đào Thị Trinh rồi lặn xuống. Hình ảnh trước mặt khiến cho Vũ Phong gần như tuyệt vọng. Ngọc Như đang ở ngay phía dưới, hai mắt nó nhắm nghiền, cơ thể mềm nhũn trôi nổi trong nước. Phong nhanh chóng ôm lấy Như đưa nó lên. Phía trên thầy Việt cũng ra sức giúp đỡ, phụ kéo cậu. Khi đã lên tới bờ, Vũ Phong không nghĩ một giây, cậu lập tức giúp cho Như hô hấp nhân tạo. Thầy Việt đứng bên cạnh chỉ biết thở dài. Thầy biết cô bé tội nghiệp này đã chết rồi, nhưng cũng không ngăn lại hành động vô nghĩa của Vũ Phong. Bởi thầy biết bản thân cậu đã nhận ra sớm hơn cả mình, chỉ là cậu không cách nào chấp nhận được mà thôi. Không biết qua bao lâu, Vũ Phong bất lực ngã xuống đất, nằm cạnh Ngọc Như. Cậu đau đớn gào khóc. Chưa bao giờ Phong thấy tuyệt vọng như lúc này. Em gái của cậu cứ như vậy mà không còn trên đời này nữa sao? Rõ ràng chỉ mới vừa còn nói chuyện với nhau đây mà, vậy mà bây giờ đã âm dương cách biệt rồi. Cậu sai rồi, cậu hối hận quá. Đáng lẽ cậu phải đưa Như về nhà khi sự việc vừa mới xảy ra. Không, phải nói đúng hơn là cậu không nên đưa Như đi cùng tới mình tới nơi này. Đau thương chưa qua đi, trong lòng Vũ Phong bắt đầu sinh ra một cảm giác căm hận. Cậu muốn Đào Thị Trinh kia phải trả giá, cho dù cô ta chết oan như thế nào, hay chỉ là một oan hồn báo oán, cậu cũng muốn cô ta phải đền tội cho cái chết của em gái mình. Ôm cơ thể lạnh ngắt của Ngọc Như lên, Phong nhìn về phía thầy Việt với đôi mắt ngấn nước. Cậu nói: Thưa thầy, con muốn theo thầy học đạo. Thầy Việt vẻ mặt nghiêm nghị. Thầy nói với Vũ Phong: Cái nghề này không phải học để trả thù. Con có thể chấp nhận bỏ qua tất cả, giúp linh hồn của kẻ đã giết em gái mình được siêu thoát hay không? Ngừng lại một chút, thầy lại nói: Trên đời này luôn có nhân quả báo ứng. Lấy quán báo quán là đại kỵ với một người thầy. Nó chỉ khiến cho con có những suy nghĩ lệch lạc rồi đi lầm đường mà thôi. Hai tay Vũ Phong nắm chặt thành quyền. Cậu cố gắng kìm nén cơn tức giận đang dâng trào trong lòng mình. Thưa thầy, con đã hiểu. Thầy Việt trầm ngâm nhìn Vũ Phong rồi lắc đầu. Là tốt thì không phải tránh, là xấu không tránh khỏi. Đây là cửa ải trong số mệnh của Vũ Phong. Qua được hay không, chỉ có thể tùy duyên mà thôi. Dưỡng Út đã sớm đưa vợ mình về nhà. Không lâu sau dì Út cũng tỉnh lại. Mặc kệ Dưỡng có hỏi gì, dì cũng im lặng mà rơi lệ. Lúc này Vũ Phong và thầy Việt cũng về tới. Nhìn Phong đang ôm xác của Như, hai vợ chồng sợ hãi đến sắc mặt trắng bệch. Họ không thể tin được những gì diễn ra trước mắt. Một mạng người cứ như vậy mà không còn nữa. Dì Út lập tức quỳ xuống đất, hướng về phía Như mà liên tục dập đầu. Là tại dì, là dì đã liên lụy cho con rồi. Em nói vậy là sao? Tôi hy vọng cô hãy nói ra mọi chuyện. Có như vậy tôi mới có thể giúp đỡ gia đình mình được.
Phong vẫn ôm lấy Như trong lòng. Cậu đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía hai vợ chồng họ. Phong cũng muốn biết rõ nguồn cơn gây nên bi kịch như hiện giờ. Dì Út lấy lại bình tĩnh, dì lau nước mắt rồi bật cười châm biếm. Mọi chuyện đều là vì tôi ghen mà ra. Em biết cả rồi sao? Dì Út quay qua chồng mình. Khi anh ngoại tình, không nghĩ đến sẽ có ngày tôi biết được hay sao? Là tôi cho người đến thay phiên nhau cưỡng hiếp cô ta. Nhìn thân thể cô ta bị mấy gã đàn ông chà đạp, tôi thật sự rất hả dạ đó. Nhưng tôi không ngờ đến là cô ta đang mang thai. Cũng chỉ thế mà cái thai không còn nữa. Vũ Phong trùng mình. Dì Út trong trí nhớ của cậu lúc nào cũng thân thiện dễ gần. Cậu không dám tin chỉ vì một cơn ghen tuông mà dì có thể làm ra tới mức độ như vậy. Chị Đào Thị Trinh vì sao lại chết? Dì không giết cô ta nữa chứ? Không. Lúc dì rời đi, cô ta vẫn còn sống, chỉ là hôn mê mà thôi. Dưỡng Út đưa tay ôm mặt, giọng của Dưỡng nghẹn ngào. Có lẽ vì mất con và tủi nhục nên cô ấy đã tự sát. Em cũng đã có con mà, sao em có thể... Tủi nhục sao? Cô ta biết nhục, sao còn lấy chồng của người khác chứ? Dì đưa tay lên, mạnh mẽ gạt đi nước mắt đang chảy dài trên gương mặt của mình. Dì nhìn Dượng, gầm lên từng chữ. Còn về đứa con trong bụng tôi, tôi cũng vừa mới biết từ khi ở nhà cô ta trở về. Giờ thì tốt rồi, con của tôi và cô ta đều không còn nữa. Đây chính là cái giá cho sự tham lam của anh. Dượng Út ngẩn người ra. Đúng vậy, đây là lỗi của Dượng, là Dượng đã tạo nghiệp rồi. Nhưng cái giá này có phải đã quá đắt rồi hay không? Thầy Việt im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Oán khí của Đào Thị Trinh quá nặng, nếu không ngăn cản e là sẽ có thêm người vô tội phải chết. Hiện giờ cô ta căn bản không còn nhận thức được nữa, trong đầu chỉ có thù hận mà thôi. Trước mắt phải thu phục rồi mới tìm cách siêu độ cô ta sao? Dì Út lúc này đã ngừng khóc. Dì nói: xin thầy giúp đỡ, đợi mọi chuyện xong rồi tôi sẽ đi đầu thú. Em ạ. Dượng Út giật mình, vội nắm lấy tay vợ mình. Nhưng không đợi Dượng nói hết, dì đã chen ngang: tôi đi là trả cái nghiệp của mình, còn anh tự cầu phúc cho mình đi. Dì rút tay của mình ra. Dượng Út nghe xong thì tinh thần hoàn toàn suy sụp. Dượng thẫn thờ ngồi xuống ghế trong yên lặng. Bây giờ có nói gì cũng chỉ dư thừa, tất cả đã không thể cứu vãn được nữa. Thầy Việt không quan tâm tới việc nhà của vợ chồng họ. Thầy tiếp tục nghiêm túc nói ra kế hoạch của mình. Nếu tôi đoán không lầm thì 12 giờ tối nay quan hồng của Đào Thị Trinh sẽ tìm đến. Mục tiêu của cô ta chắc chắn là cô đây. Đầu tiên tôi sẽ giúp cô tìm một thế thần. Trong cái thế thần đó, tôi sẽ tạo một kết ấn thu phục linh hồn của ta. Nhưng muốn thành công thì nhất định phải tìm cách đánh lừa được người chết. Vì vậy việc chọn thế thần thích hợp là vô cùng quan trọng. Thầy Việt liền đưa mắt nhìn về phía Vũ Phong. Phong mím chặt môi. Cậu hình như đã hiểu được ý của thầy là gì. Thầy muốn xác của Ngọc Như làm thế thân cho dì Út sao? Không những vậy, ta còn muốn con phải thực hiện nghi thức này. Chính tay con sẽ bắt lấy linh hồn của Đào Thị Trinh. Nói đến đây, thầy khẽ cười. Thầy nhìn Vũ Phong bằng đôi mắt thâm sâu. Đây không phải là điều mà con muốn sao? Phong không trả lời. Cậu cúi xuống nhìn người đang nằm trong lòng mình.
lòng Phong lại một lần nữa nhói lên. Trừ làn da trắng một cách bất thường và nhiệt độ cơ thể đang lạnh, thì Ngọc Như không khác gì đang ngủ say. Lúc đó chắc chắn em gái cậu đã rất hoảng sợ và tuyệt vọng lắm. Đến phút cuối cùng, Như cũng chẳng thể đợi được người đến cứu mình. Khi đồng hồ điểm đến 12 giờ đêm, cũng là lúc mọi người đã chuẩn bị xong mọi chuyện. Theo lời chỉ dẫn của thầy Việt, vợ chồng dì Út và thầy sẽ đến một khách sạn ở tạm. Mặc dù người Đào Thị Trinh muốn tìm là dì Út, nhưng để phòng ngừa bất trắc, thầy Việt cũng để giường Út tránh đi. Thầy để hai vợ chồng họ ngồi trên giường, xung quanh là những cây nến được thắp sáng. Thầy lấy máu gà lần lượt vẽ lên năm giác quan của hai người. Nó dùng để phong ấn giác quan của họ, tránh cho Đào Thị Trinh có thể dựa vào đó mà tìm đến. Sau đó thầy Việt ngồi xếp bằng đối diện với cửa phòng. Trước mặt ông là một lon gạo có cắm một cây nhang. Miệng thầy bắt đầu niệm kinh. Hai vợ chồng cùng tập trung tinh thần và luôn giữ yên lặng. Về phía Vũ Phong, cậu đã để xác của Ngọc Như lên giường ngủ của dì Út. Sau đó nhét hai lọn tóc của dì vào hai bàn tay của em gái. Tiếp theo Phong lấy máu của dì đã chuẩn bị sẵn mà chấm lên mi tâm của Ngọc Như. Đèn điện trong nhà được tắt hết đi, chỉ có hai cây nến trắng được đặt ở hai bên cửa phòng là được thắp lên. Phong tiếp tục lấy muối trắng trải xuống chỗ mà cậu đang đứng. Trên tay Phong là mảnh giấy chép hai bài kinh do thầy Việt đưa cho. Bài thứ nhất để cậu đọc trong thời gian chờ hồn Đào Thị Trinh tới. Nó giúp cậu không để cho cô ta nhìn thấy được mình. Bài thứ hai là được dùng trong lúc thu phục linh hồn của ta. Lúc bấy giờ ngoài trời nổi gió, theo đó là một tiếng cười mang trợ kèm theo. Hai ngọn đèn cầy lung lay, âm thanh tróc trách của nước từ đâu vọng về. Bất chợt Vũ Phong nhìn thấy một bóng người từ cửa chậm rãi đi vào. Đó không ai khác mà chính là Đào Thị Trinh. Toàn thân cô ta ướt sũng, nước từ đó cứ không ngừng nhỏ xuống rồi lan rộng đi. Dù gì Vũ Phong vẫn còn rất nhỏ tuổi, có can đảm và thù ghét Đào Thị Trinh cỡ nào thì lúc này cậu vẫn cảm thấy sợ chứ. Phong nuốt nước bọt, cố gắng bình tĩnh để bản thân không ngừng niệm kinh. Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Đào Thị Trinh vừa gào vừa tiến tới phía giường. Nước trên người cô ta chảy về phía chân của Vũ Phong. Lúc này giọng cậu đã có phần run rẩy. Khi dòng nước chạm vào muối thì chỗ đó trở nên đen xì. Da đầu của Phong cũng căng cứng. Cậu mở to mắt nhìn vào bài kinh mà đọc to rõ hơn. May mắn thay, điều kỳ diệu đã xảy ra. Nước đã không thể chạm đến phần muối ở dưới chân của Phong nữa. Cứ tới chỗ đó, nước sẽ tự động rẽ sang hai bên. Khi Đào Thị Trinh tới cạnh mép giường, cô ta cúi xuống nhìn chăm chú vào mặt của Ngọc Như. Đột nhiên Trinh thét lên một tiếng thét dài. Giữa hai chân cô ta, máu bắt đầu tuôn xuống xối xả. Chỉ trong một chớp mắt, linh hồn cô ta đã nhập vào xác Ngọc Như. Lúc này cái xác đột nhiên co giật. Phong nhận ra thời cơ đã tới. Phong nhanh chóng lao đến, lấy lá bùa thầy Việt đã đưa trước đó dán lên trán của Ngọc Như. Cậu không để phí thời gian, liền lấy bài kinh thứ hai ra đọc. Hiện giờ xác của Như đã ngừng run rẩy, thay vào đó là đôi mắt vốn đang nhắm nghiền thì đột nhiên mở ra. Phong giật mình, xém chút nữa đã ngừng luôn việc niệm kinh. Như cất giọng đáng thương lắm. Anh ơi, em khó chịu quá, anh đừng đọc nữa có được không? Phong thoáng nhìn qua Như, đó là giọng của em cậu. Tuy trong lòng đau đớn lắm, nhưng Phong biết đó không phải là Ngọc Như nữa rồi. Thấy Phong không để ý tới mình, vẻ mặt của Như hoàn toàn thay đổi. Đôi mắt hiện lên sự tức giận đến tột cùng. Cấp miệng lại đi thằng chó, tao sẽ lôi mày xuống địa ngục. Là mày đã hại chết em gái mình, mày lấy tư cách gì ở đây mà đọc những lời kinh này? Hai mắt Vũ Phong đỏ hoe, cậu thấy lòng ngực nặng nề, hô hấp cũng trở nên khó khăn.
hai tay cậu bấu chặt vào mảnh giấy. Cậu kiên trì đọc từng chữ một cách rõ ràng. Lúc này đã không còn tiếng chửi rủa nữa, thay vào đó lại là tiếng than khóc thảm thiết. Đau, đau quá, con của tôi, trả con lại cho tôi. Rồi đột nhiên mọi thứ trở nên yên lặng, chỉ còn tiếng của Vũ Phong vẫn vang lên đều đặn trong đêm. Hai mắt Ngọc Như đã khép lại từ bao giờ. Hoa văn trên lá bùa ở trán cô cũng biến mất. Nghi thức cuối cùng cũng đã hoàn thành. Chân tay Phong mềm nhũn ra, cậu ngã ngồi xuống đất mà thở dốc. Qua một lúc, Phong mới cố gắng đứng lên. Tay của cậu vẫn còn không ngừng run rẩy. Phong lấy lá bùa trong miệng như ra. Lá bùa này dùng để giam giữ linh hồn của Đạo Thị Trinh ở bên trong. Trong đầu Phong lập tức vang lên những lời nói của thầy Việt. Nhớ kỹ, sau khi đã giam được hồn Đạo Thị Trinh vào đây, cậu phải bảo quản cho tốt. Tuyệt đối đừng để lá bùa bị đốt đi. Nếu không cô ta sẽ tan biến vĩnh viễn, không thể siêu sinh nữa. Trên người Phong tỏa ra cảm giác lạnh lẽo, gương mặt cũng trở nên thâm trầm. Phong cầm lá bùa đi tới cây nến ở trước cửa. Cậu ngồi xuống, chuẩn bị đưa lá bùa ra đốt. Thì lúc này một bàn tay mát lạnh đặt lên tay Phong. Phía sau lưng cậu cảm giác như có ai đó đang ôm lấy mình. Nước mắt Phong lặng lẽ rơi xuống. Cậu quay lại thì chẳng nhìn thấy gì cả. Nhưng cậu biết vừa rồi là Ngọc Như, em gái cậu. Nó không muốn thấy cậu đi sai con đường. Sáng hôm sau, thầy Việt và vợ chồng dì Út trở về thì thấy Vũ Phong đang ngồi ở trước cửa nhà. Thầy Việt đi tới trước mặt cậu và hỏi: chọn lựa sao rồi? Phong nhìn thầy, thì ra là thầy cố tình nói như vậy để thử cậu. Phong đưa lá bùa cho thầy. Cậu nói: chút nữa là con chọn sai rồi. Chúc mừng con đã hoàn thành lễ trừ tà đầu tiên của mình. Thầy vỗ vai Phong rồi nói tiếp: chuẩn bị đi, chiều nay theo ta về. Sau đó sẽ chọn ngày tốt để cho con làm lễ bái sư. Dì Út nghe xong thì giật mình: chiều nay sao? Mẹ nó còn chưa biết chuyện đâu. Với tang lễ của con Như cũng chưa làm nữa mà. Phong cũng ngạc nhiên nhìn thầy Việt: sao gấp vậy? Nếu để con gặp được mẹ mình, con sẽ không thể rời đi. Với tình trạng hiện giờ, cơ thể con rất dễ thu hút người âm. Trước khi con có khả năng bảo vệ mình và người nhà, thì tốt nhất là không nên ở cùng họ. Phong ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu. Cậu đã mất Ngọc Như rồi, cậu không muốn lại mất thêm bất kỳ ai nữa. Phong lấy điện thoại ra nhắn cho mẹ mình, nói rõ mọi chuyện, rồi khóa máy. Chiều đó Vũ Phong đã cùng với thầy Việt lên xe về nhà của thầy. Cuộc đời cậu chính thức bước qua một trang mới. Sau khi đám tang Ngọc Như kết thúc, dì Út quỳ xuống xin lỗi mẹ của Phong. Bà giận lắm, nhưng cũng không nỡ lòng mà quán trách. Hai chị em cứ vậy ôm nhau mà khóc. Qua ngày hôm sau, dì đưa cho Dượng đơn thỏa thuận ly hôn. Tôi trả anh tự do, cũng là trả mình tự do. Sau này dù có ở trong tù, tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng. Mới đầu Dượng Út không đồng ý. Cuối cùng dì Út lấy cái chết ra uy hiếp, Dượng mới chịu ký vào đơn. Mọi chuyện giải quyết xong, dì Út đi tự thú. Mẹ của Phong cũng đưa hài cốt Như về nhà. Nơi này cuối cùng chỉ còn lại một mình Dượng Út ở lại. Ngôi nhà tưởng chừng như hạnh phúc, bây giờ trở nên lạnh lẽo, tiêu điều. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn
Quá trình trở thành thầy trừ tà của tác giả Hoa của Quỷ. Đây là lần đầu tiên bạn ấy đến với kênh chúng ta. Nếu quý thính giả yêu mến truyện của bạn ấy, đừng quên truy cập và theo dõi trang Facebook. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Hẹn gặp lại quý thính giả vào câu chuyện của ngày mai. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.